Và ngay sau đây chúng ta để thay đổi không khí một chút ạ. Thì em xin tự giới thiệu lên sân khấu một người hậu phương của anh Trần Ngọc Cường, phó bộ phận lễ thân, sẽ có một ca khúc giao lưu cùng với cả đêm nay của chương trình chúng ta. Bạn Ngọc Trinh là phu nhân của anh Trần Ngọc Cường sẽ có một ca khúc giao lưu. Vâng, mọi người cho một tràng vỗ tay thật lớn được không ạ? Vâng ạ, lời đầu tiên cho phép em xin được gửi tới ban lãnh đạo của công ty, các cô chú, anh chị, nhân viên, cán bộ của công ty lời kính chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất. Và rất vinh dự cho em được tới dự buổi tiệc ngày hôm nay. Và em xin được gửi tới ban lãnh đạo công ty, các anh chị, ca khúc được mang tên Tình Yêu Bên Mái Núi.